Trước sức nóng của mặt trận Kharkiv, các đơn vị dự bị của Ukraine từ khắp mọi mặt trận được đổ về đây. Tuy nhiên, các tuyến đường vận chuyển đều bị quân đội Nga giám sát và tung đòn tấn công phủ đầu ngay khi họ xuất hiện. Lực lượng dự bị tinh nhuệ của Ukraine đánh phủ đầu. Trước sức nóng của mặt trận Kharkiv, các đơn vị dự bị Ukraine từ khắp mọi mặt trận được đổ về đây. Tuy nhiên, các tuyến đường vận chuyển đều bị quân đội Nga giám sát và tung đòn tấn công phủ đầu ngay khi họ xuất hiện. Để duy trì hình ảnh chiến thắng, AFU đã huy động các đơn vị có sức chiến đấu mạnh mẽ và trang bị tốt nhất. Tuy nhiên, quân đội Nga đã hoàn thành chiến thuật khá đơn giản là đánh vào tâm lý giới chức lãnh đạo Ukraine, không muốn mất kiểm soát thêm các vùng lãnh thổ và dần dần thiết lập vùng đệm để thu hút và giam chân hàng loạt đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine tại Kharkiv. Điều này sẽ mở ra cơ hội cho các mặt trận khác giành thêm chiến thắng. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đang gây áp lực dọc toàn bộ biên giới với Ukraine. Các loại UAV tự sát đang trở thành vũ khí nguy hiểm trên chiến trường đối với cả phía Nga và Ukraine do chiều dài và độ sâu mặt trận rất phù hợp với loại vũ khí dễ chế tạo và dễ triển khai này.